Nghe bạn đăng phần để mô tả, bạn bấm vào nút ta đầu con tiêu chạy và dạy chút nghe bạn. Rồi các bạn bấm nút ta, các bạn join hai kênh cho hai kênh channel của nó nè. Rồi các bạn follow theo word, các bạn follow theo word và tự quyết nữa nè. Rồi các bạn follow theo word từ viết trên bot Facebook rồi ta. Sau khi các bạn follow hai kênh Telegram, rồi follow theo Word và Twitter nó, rồi dưới mà theo dõi Facebook, các bạn bấm vào cái viết nha các bạn. Set view data nha các bạn. Rồi các bạn điền là username Telegram của mình, rồi cái username theo Word của mình, rồi cái link bờ username Facebook của mình nha các bạn. Rồi các bạn điền địa chỉ với NC20 vô. Rồi các bạn bấm vào nút Balenci sẽ nhận được 14 tục càng TLK nha các bạn. Mới 8 tục càng chưa? Thì video mình kết thúc nha các bạn.